mến chào tất cả quý vị đang quay trở lại với kênh Vina TV trưa ngày hôm nay nha. Bây giờ là khoảng 11 giờ 10 quý vị. Hai vợ chồng của ta đang có mặt tại quận Gò Vấp. Hôm nay đi ngang qua đây nè, thấy có cô đang bán cà tím nướng quý vị. Nó thơm lắm, với lại cô chất lên nhiều, nhìn nó đẹp hấp dẫn lắm. Nên cô ta muốn xin phép cô quay cũng như là chia sẻ giới thiệu đến với toàn thể quý vị nha. Để quý vị nào mà có dịp đi ngang qua đây á thì có thể ghé và mua trải nghiệm xem thử như thế nào. Đi thôi quý vị, xin mời quý vị cùng với Pha đến hỏi thăm cô nè. Ở đây hình như là trước cổng chùa luôn. Đây là chùa Nghệ Sĩ quý vị ạ. Đây. Dạ con chào cô. Cô ơi, cô cho con gắn cái mic này nói chuyện chút xíu được không cô? Con gắn đây, cái này mic thu âm thôi ạ. Dạ, cảm ơn cô. Đây nè quý vị ạ, trời ơi, nhìn cà tím nước nè. Thơm. Đây mình đeo khẩu trang vào đó quý vị ơi. Ủa cô, thường là mình bán từ mấy giờ vậy cô? Cô 5 giờ sáng. Ôi 5 giờ sáng là cô đã bán rồi hả? 5 giờ sáng ra đến 10 giờ tối. Cô bán nguyên ngày luôn. Mà cô bán ở đây lâu chưa? Cô bán cũng cả chục năm. 10 năm rồi. Bán ở vị trí này thôi. Cái này thì bán giá sao cô nhỉ? Cô bán giá cứ 3 quả này là 20 nghìn một phần. À 3 quả 20. Cái này giá bình dân cho người ta. Là có nước mắm đồ rồi đúng không cô? Đúng. Về mình chỉ đủ ăn ăn thôi đúng ha. Rồi, đúng rồi. Dạ. Đây quý vị thấy cà của cô xếp đẹp không? Mà trái bự lắm nha. Con cầm một trái thử nha cô. Cầm đi con. Dạ. Ôi ba trái này chắc ký á cô ha. Gần ký. Cũng 6-7 làng. Nói chung là cái giá này là giá rất mềm. Dạ. Cho nên cô bán rất là được khách. Dạ. Quý vị thấy cái cà bự tràng không ạ? Mà cái màu tím nhìn nó đẹp ha. Cô lấy cà ngon cô bán mà. Dạ. Tại vì nhu cầu của khách ăn là phải ngon, rẻ. Cô cho hỏi cô tên gì nhờ? Cô tên Bình. Cô Bình hả? Dạ. Cô Bình bán 10 năm rồi. Ui cha. Cái lần trước mình không xè là nó nổ đúng không cô? Đúng rồi, đúng rồi. Nếu mà không chích cho nó rụng mà dạ. Nó nhăn vô mặt ấy, hồi mới ra bị phỏng. Dạ. Cho người ta quay gần cận cảnh cho quý vị xem á. Hồi mới ra là bị bỏng đấy. Dạ. Lần trước cô đã lên YouTube rồi đấy. Dạ. Lần trước cũng đã lên YouTube rồi đấy. À lần cũng trước là cô đã lên YouTube rồi. Một đội người ta lại, người ta quay cô cách đây cũng năm ngoái. À dạ. Cho nên cũng nhờ vậy mà cô cũng được tiếng, được bán được. À dạ. Và các cháu quay nữa cô cảm ơn nhiều. Dạ. Hy vọng rằng khán giả xem đến ủng hộ cô. Mình bán thì mình cũng có cái tâm làm ăn thật thà, sạch sẽ, với lại hướng chín cho người ta ăn. Cái nào mình ăn được thì người ta ăn được. Còn nếu mà thiêu các thứ bỏ, cái gì như dư trong ngày cô bỏ hết. Dạ. Không có làm lại cho người ta ăn. Cho nên cô rất là được lòng khách. Dạ. Đó, nghe cô nói thật tình đó quý vị. Nếu mà trái nào hư thì cô bỏ. À. Không có bán. Dạ. À. Cái này mình nướng lâu không con? Nướng chừng 5-10 phút hả? À 5-10 phút. Đó, nếu mà hồi nó chín. Nếu mà nướng gấp quá thì nó sẽ bị cháy hả cô hả? Có những người người ta lại rất thích ăn cháy. Mà nếu ăn cháy thì cô lỗ. À. Cháy thì nó sẽ thay vì có 3 quả thì cô phải thêm 1 quả nữa là đúng. Nếu mà mình nướng cháy quá thì nó hao đúng không cô? Nó hao. À. Nó hao thì cô phải chịu. Dạ. Để giữ khách. Còn có những người nếu mà mình thật tâm mình làm như vậy thì mình lấy cái số lượng đông mình kiếm lời. Cái gì 3 quả thì phải 4 quả. Vậy đó. Nhưng mà thường thường là cứ 3 quả là một cú. Nhưng mà ban đầu sao mà mình nghĩ là mình bán cái cà tím nướng này hả cô? Cái này là ngày xưa cô đi lính chứ. À. Mình sống trong rừng ăn ba cái này mình quen rồi. Thế là thôi thấy khó khăn, cái gì làm được có tiền thì làm. Trước kia cô bán cháo, bán cơm nhưng mà nó ế ẩm quá. Cô quay sang cô bán cái này. À dạ cô 72 rồi nhưng mà thấy cô còn trẻ ha. Dạ nhìn bên ngoài thấy cô còn trẻ lắm. Đó. Cái này được chưa cô? Mấy cái này được chưa cô? Sắp được. Chưa được. Thấy mà chín nữa. Đấy. Chín xong rồi cô mới tước cái vỏ ha. Tước vỏ ra cho vào bình. Dạ à, cô cho vào bình trong vậy nè. Đấy. Vậy là 20 hả cô ha? 20 đấy. 20.000. Ồ thấy cô làm mỡ hành rồi. Đây mỡ hành. Ngon lắm. Cô để lên đây nó có nóng quá không cô? Khi nào mình canh mà nóng quá thì bỏ xuống. Mình cắt cái hơi nóng đi. Yeah. Để lúc nào cái cà nó nóng cho người ta ăn. Còn nước mắm ở đâu cô? Nước mắm đây hả? Yeah. Có người nước ăn mắm này cô chưa cho ớt ha? Có ớt thì cô bỏ vô. Yeah. Ai ăn ớt bỏ ớt, còn không ớt
thì thôi, tại nhu cầu của người ta. Ngày như mày thì mình bán có được nhiều trái không cô? Nói chung là một ngày bình quân thì cô cũng bán khoảng chừng 50 kg. 50 kg? Dạ, 50 kg là cũng mừng hả cô ha, à, cũng đủ sống ha. Nói chung tạm tạm cho cháu nó đi học. À, cô nuôi cháu hả? Nuôi hai đứa cháu ngoại học đại học. Ui, cô nuôi hai người cháu ngoại học. Rồi, mẹ, bố mẹ cô? Bố mẹ nó chia tay rồi, còn có mẹ nó thôi, phụ với mẹ nó. À, hai cô phụ cho mẹ. Hai mẹ con luôn. Rồi, cứ thế đó, làm. Dạ. Nó sống ở đây, nói chung chính quyền địa phương cũng giúp đỡ cho cô. Dạ. Cái chỗ này không dễ được ngồi đâu. À. Đó, rồi là nhiều khi có những người họ thân tình. Có dạ. Những lúc có những người mua xong họ. Dạ. Hay thì mình bán 20 nghìn họ thấy thương họ lại bo cho nữa. Dạ. Cũng nhờ cái tình thương mến thương. Dạ, đúng rồi. Nói chung thì cô được lòng khách. Dạ. Đó thì chờ, bây giờ cô tước cho con quay chút xíu được không? Cái này chín rồi đúng không cô? Chín rồi nè. Dạ. Đây, đặt tay vào đây. Đó, nhìn ngon ghê không? Hơi đấy. Khói còn nóng. Nướng phải chín nóng, nó mới đều tay, nó mới đẹp quả cà. Chứ còn nếu mà sống sượng người ta không ăn đâu, là người ta bỏ mình đấy. Khi mà chín cái rất là để nó nguội chừng 5 phút thì dễ lột hơn là vừa mới bỏ xuống. Có những hôm gấp không kịp ấy, lột liền thì nó sẽ bị rách quả cà. Nhưng mà mình để chừng 5 phút ấy, là nó rắn rắn một tí, mình lột nó nguyên trái. Đó. Nó nguyên trái thì nó không hao. Còn nếu mà không nguyên trái thì mình thấy kỳ kỳ ít thì mình phải bù cho người ta. Đấy, cứ thế là cô cho vào bịch nè. Đó. Cho vào cái túi. Khói. Đó. Đứng đây dậy chứ khói dữ lắm ạ. Bỏ hết sạch sẽ. Đó. Có những người thì không ăn mỡ hành thì mình không cho hành vào đây. Còn có những người muốn ăn hành thì mình cho vào đây. Cái này mới có 2 quả chưa đủ. Thì 3 quả, đúng 3 quả. 3 quả cô mới bán. Không thiếu một góc nào hết. Nhà mình ở có gần đây không cô? Cô ở trong hẻm đó. Hồi cô về đây cô mua được cái căn nhà đó. Cô mua là ngày xưa cô có đi làm, cô có tiền trợ cấp á, cô có tiền lãnh một lần một cô mua. Cô về hưu rồi cô mua. Ngày xưa dễ mua chứ bây giờ chắc cũng khó hả cô? Bây giờ khó. Thế là cứ mấy bà cháu ở với nhau. Khi nào mà còn gặp phải cái quả nào nó khiếm khuyết thì mình lại bỏ cái chỗ đó đi rồi mình bù thêm cho người ta cho đủ với cái lượng mình bán. Chứ mình nói 3 quả mà mình bán 2 quả là gian dối, không bán được. Nên mình ăn được thì người ta ăn được. Dư thừa là bỏ chứ không có đẹp bán lại. Cái thứ nhất, cái thứ hai nó là phải đó, vệ sinh ngon an ghê toàn. Chưa? Này mà ăn với cơm này hao cơm dữ lắm. Ngon lắm á. Đây, vậy là xong một phần đấy. Nếu mà ai mà ăn hành thì bỏ vào. Còn ai không ăn hành cứ thế này túm lên xong rồi múc hành bỏ riêng cái bịch nhỏ cho người ta. Cứ một sản phẩm như vậy là cô bán 20 nghìn. 20 nghìn? 20 nghìn này nếu mà nói thì cô chỉ lời khoảng chừng có mấy ngàn thôi. Nhưng mà cô nhờ cô bán cái số lượng nhiều. Thế là cho nên cô mới thể ngồi đứng từ 5 giờ sáng cho tới 10 giờ đêm. Tính ra cô bán thời gian dài cũng mệt chứ. Mệt chứ, đứng có một mình. 5 giờ sáng tới 10 giờ đêm. Nhiều khi làm nó mệt quá thì lại ngồi đây nghỉ tí. Nhưng mà cái này ăn chay được đúng không cô? Chay. Những ngày rằm chắc cô bán được nhiều đúng không? Rằm bán được nhiều lắm. Đây là chùa Nghệ Sĩ đúng không cô? Hôm vừa là mới đổi cái tên gì bây giờ đổi lại đúng không? Không, nó làm bậy đấy, bây giờ là trả lại như cũ cho chùa. Cô ngồi đây cũng nhờ là trong chùa giúp đỡ nhiều lắm. Tại vì cô ngồi là vệ sinh an toàn. Ăn gì con gái? 20 một phần. 20 nghìn một bịch chị ơi. 2 bịch hết chị? Một Cô cảm ơn nha. Cảm ơn chị. Nhiều khi họ bảo mình đeo bao tay, nhưng mà bao tay không thể đeo được. Nhưng mà mình làm suốt cả buổi cứ đứng một lột cà đâu có mất vệ sinh gì đâu. Ý là nếu mà đeo tay là khó làm không? Không làm được. Cho nên trước khi làm là mình cứ vệ sinh an toàn. Nói chung là làm cái này tới cái tay mình bị ăn chứ đừng có nói là đấy, nó chín quá thì nó sẽ bị lẹm, thấy không? Mà chín quá thì người ta thích ăn. Nó lẹm tí đấy. Tại vì chín quá.
đúng là cháy quá nó bị hao quá. Hao đấy, hao thì cô lại phải bù cho người ta một trái. Dạ. Nhờ số lượng nhiều thôi cháu. Tí cho cô cho con xin mở hành luôn nha. Rồi. Lấy cái loại cà này là bóc ngon lành, nhưng mà lấy cái loại cà mà người ta giạc nó cứng không ngon. Đấy, nó chín quá đấy. Nó chín quá cô lại phải lọc lại. Không bỏ sót một cái gì của ai hết. Yeah. Nhưng mà em thấy cảm thấy nó thiếu thì bù cho người ta một quả nữa không sao. Cái chú đó, chú lại quay cũng vui tính lắm. Thơm quá. Thơm lắm. Nhiều khi nó mình đứng đây mình nướng nếu mình không thấy mùi thì người ta lại người ta nói thơm lắm. Nó giống mùi khoai lang. Cái này một bịch 20.000 vậy là ăn đủ bữa cơm rồi cô ha? Dư. Về nấu cơm là ăn là thoải mái luôn rồi. Thoải mái. Bán vừa túi tiền ta thôi nên cô bán được đó. Đấy, như vậy là một bịch đấy. Cà em. Đó bây giờ thấy còn hai bọc. Hai bọc ha. 40.000 em. Quá bình dân luôn. Bao nhiêu ạ? 40.000. Cái này riêng có hành, lấy cái có hành. Cô cảm ơn con. Rồi cái này con ăn phải không? Dạ. Cái này là con mang về phải không? Dạ con mang về. Cô bồi dưỡng một trái nữa. Dạ thôi được rồi cô để bán đi. Cô để bán. Dạ thôi được rồi. Nó hơi bị lẹm tí xíu. Dạ không sao đâu. Cô bỏ hành riêng hay hành chung? Cô bỏ hành chung cho con luôn cũng được. Đây. Có người người ta không thích ăn dầu mỡ nhiều thì dạ đúng hết. Rồi. Còn nếu mà nhưng mà ai mà không ăn thì nói cô đừng có bỏ. Dạ, không bỏ. Dạ. Hoặc là nếu mà ai ăn riêng thì cho cà riêng, hành riêng. Dạ. Đó, có hành vào là nó ngon liền à. Nhưng mà món này có hành mới ngon đúng không cô? Đúng rồi. Cái này về nếu cháu ăn chay á, thì cháu ăn với nước tương. Dạ. Nhưng mà trong cái hành này là cô đã nêm nếm rồi. Nêm nếm đầy đủ rồi. À. Không thiếu thứ gì. Dạ. Rồi quý vị ạ. Thì nếu mà quý vị có đi qua trước cổng chùa Nghệ Sĩ quý vị ạ. Chừng bán cái tên đường này là hôm người ta mới đổi đúng không cô? Nguyễn Văn Khối, nó mới đổi đó. Dạ. Cái ngày xưa đó là đường số phải không? Ngày xưa nó là số 11. Dạ. Số cô bán bình dân thôi nên quý vị đi ngang qua đây thì có thể ghé ủng hộ. Tại cà này ăn ngon lắm quý vị ạ. Nhiều dinh dưỡng lắm.